Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thành Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Fishing Line nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nhá. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì trong cái bản cập nhật mới này chúng ta sẽ có hai loài cá mới, đó chính là cá kỳ lân và tiếp theo là cá sừng hoa anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ đi câu con cá kỳ lân này. Và để câu con cá kỳ lân này ta sẽ trang bị cho chúng ta một cái 3 sao, một cái mồi 3 sao nha anh em. Rồi chúng ta sẽ cửa tiệm này. Mình sẽ giấu mồi này, bỏ ca cá lên cấp 2 này, chắc chắn rồi. Chìm số 2 này. Mồi thì mình sẽ chỉ dùng cái mồi 3 sao thôi nhá. Còn để tránh câu phải những cái con cá xịn quá, cá 4 sao trở lên. Rồi anh em ơi, cố gắng đi tìm. Nó sẽ là ở cái biển tự do này anh em nhá. Tôi vẫn chưa thấy nó ở đâu cả, nhưng mà hôm nay quyết tâm là dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ cố gắng quyết tâm để câu nó nha anh em. Lưới cá đã đầy à? Lưới cá này. Mình có Oxynatus và có cá mập xích gill. Thật ra là mấy con này mình hoàn toàn có thể bắt được nên mình nghĩ mình sẽ bán hết. Nhá. Tượng nữa tự do thì tôi cũng có thể là câu được thôi. Khá là dễ anh em ạ, không phải là khó khăn lắm. Nào, đấy, đấy cái màu của cái mồi cấp 3 nhìn nó sẽ rất là khác biệt so với cái mồi kia nha anh em. Chỉ câu cá cấp 3 thôi. Anh em thấy không? Có thấy đó? Có thấy đó chưa? Tôi vẫn chưa thấy. Ô, con cá mập đuôi đỏ này. Ôi, hình như thấy ở dưới. Hình như ở dưới anh em. Tôi đang tìm. Hình như tôi thấy ở đâu đó dưới này. Cá mập mới mà. À, không phải cá mập mới mà là cá kỳ lân anh em ạ. Còn con cá mập đuôi đỏ là cũng là khá ngon. Thôi là mình vừa câu được xong. Chỉ câu cá cấp 3 thôi anh em nha. Chúng ta chỉ câu cá cấp 3 thôi. Mình vừa thấy nó ở đâu đó, qua đây này. Đây, ok, thấy rồi anh em nhá. Tôi đã thấy rồi anh em nhá. Con này hôm nay có vẻ câu khá dễ ta. Ok. Chỉ cần câu một tí nữa thôi là xong rồi, cá hồi đen. Còn con cá hoa nữa cơ nhá. Nói chung là kiểu gì là mình cũng sẽ câu cả hai con đấy. Đấy. Con này khá là dễ anh em, hãy đi mắc cái đường biển tự do nha anh em nhá. Anh em hãy phóng thuyền hết cỡ khả năng. Mình nghĩ anh em nên chơi bản mốt để anh em có thể mua được cái thuyền to nhất và anh em hãy phóng đến chỗ tượng nữa tự do chỗ này, cách một chút này, sử dụng mồi cấp 3, sử dụng mồi cấp 3 này, sử dụng giấu mồi trong vòng 9 giây này, bảo vệ mồi bỏ qua cá cấp 2 này, chìm số 2 này và anh em hãy dùng cái mồi 2 này nhé, mồi 2 sao chỉ để câu con cá đấy thôi, bỏ qua hết những con cá xịn, chắc chắn rồi. Con này cũng khá hiếm ấy chứ. Cả vùng biển nó chỉ có một con duy nhất và chỉ có ở cái biển tự do này mình có cái loài cá kỳ lân này thôi anh em ạ. Ok, mình đang chờ đợi là sẽ cập nhật thêm cá mới. À, chưa thấy. Đây rồi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Đã câu rồi nha anh em. Đây chắc chắn 100% cho anh em đó chính là con cá kỳ lân. Nó có một quả sừng. Nó giống như kiểu là con cá bình thường thôi nhưng mà nó có thêm quả cả sừng nó lồi lên. Rất là dị luôn. Đấy. Và trong cuốn sách của chúng ta, tôi đã câu được rồi. Yes. Chúc mừng luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn anh em cách câu được cá kỳ lân nhá. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi câu cái con này. Đó chính là cá sừng hoa. Môi trường sống của nó là hình cái núi. Núi lửa phun trào anh em ạ. Có gì bên trong cái cục ở trên đầu nó gọi là cái bông hoa anh em ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang cái map, đó là map có hình như núi lửa. Ấn vào sách này cho chuyển sang bản đồ này, cho sẽ dò xem map hình núi lửa, có nghĩa là cái map này là sẽ là tên là núi lửa và biển nhé anh em. Cho sẽ tới đây này và chắc chắn nó sẽ chỉ là 3 sao thôi anh em nhé. Rõ tự nhiên ngứa cổ quá, sorry anh em nhá, hơi ho tí. Con này chắc là để tập sau mình sẽ câu anh em ạ. Nhưng mà trước hết là mình sẽ đi dò nó ở tận cùng của cái màn núi lửa cái cá sừng hoa em. Hình như nó cũng chỉ là 3 sao thôi.
thì sẽ rất là dễ dàng cho chúng ta nhé. Tôi nghĩ là sẽ dễ thôi. Anh em thấy cá sừng hoa không? Chưa thấy. What? Tại sao nó đâm cái mồi của mình? Tại sao cái con cá mập mà hổ nó lại đớp cái mồi cấp 3 của mình? Nó đớp nó chỉ ăn thôi chứ không thể câu được. Nó chê à? Nó chê tôi à? Nó chê chúng ta anh em ạ. Cá sừng hoa. Đâu nhỉ? Chết rồi, con này sẽ nó sẽ cắn câu à? Anh em thấy cá sừng hoa đâu không? Cá nhà táng trẻ này. Không phải con này nhá anh em. Con này con cá một mắt. Tôi đang dò xem cá sừng hoa nó ở đâu. Hay là phải đợi, có thể là sẽ đợi ban ngày. Dễ là đợi ban ngày lắm anh em ạ. Dễ là phải đợi ban ngày lắm. Giật thế. Thế lắc thế. Voi sát thủ, con này là con cá voi sát thủ, cũng không phải là cá nhà táng hay con gì. Không thấy nhỉ. Hiện tại là tôi cũng không thấy cá sừng hoa ở đâu nhỉ. Mang luôn. Nào nào, xem nào. Các bạn trẻ đang ở đâu vậy? Thường nó sẽ ở phía dưới cùng này. Ôi vãi nồi, tôi tưởng câu con cá sừng hoa anh em. Không phải nhá. Không phải. Đây không phải là cá sừng hoa luôn. Đâu nhỉ? À, ok, cái này tôi phải tìm hiểu xong rồi để chỉ cho anh em thôi, chắc chắn rồi. Chứ hiện tại là cũng không biết nó ở trong vị trí nào luôn ấy. Có thể là con nó ở phía sau này chăng? Rất có thể là nó sẽ ở phía sau. Rồi, như thế này. Lên nào anh em, xuống dưới nào. Con mấy con cấp 2 bỏ qua hết anh em. Không phải là con. Đây rồi anh em ơi, đây này. Đây chính xác là con cá sừng hoa này anh em. Ok, trời ơi, mình hoàn toàn có thể biết cái vị trí câu rồi, nhưng mà chắc là để mai câu ha. Đi lùi xuống một tí, đấy, cho nó nhẹ nhàng thôi. Là tôi thấy con cá sừng hoa rồi, có gì khó đâu. Dễ không mà. Loài cá hiếm, đấy là hai loài cá mới nhá. Cuối cùng đã tìm được. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi câu tầm này là quá vừa luôn đấy, thật sự là quá vừa luôn. Ok, câu thêm được cái ngọc trai nhá. Rồi, ta biết mày ở đấy rồi. Như vậy là để ngày mai là chúng ta sẽ câu cái đấy nha anh em. Và rồi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.